Cảm ơn các nhà báo hôm nay đã tới đây. Chương trình của chúng ta là chương trình Siêu Tài Năng Nhí, đúng không? Năm nay mùa thứ tư rồi ha. Một chương trình như hồi nãy cũng đâu đó đã từng nói, một chương trình thành công là một chương trình có format tốt của Madison đã đem về, có những nhà sản xuất tốt, có các nghệ sĩ tham gia tốt, và thực ra có các em, các thí sinh. Phải có các em thí sinh này thì mới có chương trình này. Thì cái việc mà chúng tôi ở đây không có nói là chúng tôi ai thay ai hết. Chúng tôi năm nay là quan điểm của Madison là mỗi nghệ sĩ họ đều có những sáng tạo riêng, và họ sẽ có những khán giả riêng của mình. Và với một cái chương trình, và để cho một chương trình thành công thì như hồi nãy đã nói rồi, phải có nghệ sĩ, có Siêu Tài Năng Nhí, có các em, có nguyên một đội ngũ gần 100 người, từ đạo diễn, biên tập, phóng viên. Ở đây chúng tôi, khi chúng tôi thêm một nghệ sĩ vào tham gia chương trình thì nghĩa là chúng tôi đang mở rộng được cái đối tượng khán giả ra thêm. Trước ba mùa trước là khán giả tương lai, nay tôi thêm những nghệ sĩ khác thì tôi đã có lượng khán giả tôi rộng hơn. Thì ban tổ chức tôi không nói là thay ai, chúng tôi là thêm, chúng đang thêm được nghệ sĩ vào tham gia chúng tôi. Và thực ra một chương trình nào cũng có những cái bí mật của mình. Tôi mong là nhà báo cũng tất nhiên mọi người hãy theo dõi chương trình, và chúng ta, tôi đảm bảo sẽ có những bí mật rất hay của chương trình khi chúng ta kết thúc mùa này. Xin cảm ơn, và đó là bí mật của chương trình. Xin cảm ơn. Gì như một ông bố vậy đó. Ủa? Dạ, đại nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Dạ, thưa quý vị, vừa rồi xem cái clip này thì như mọi người cũng đã thấy, Harry giới thiệu về một cái người ngồi kế bên cô ấy ở cái mùa mới này, mà tại vì vừa rồi là cắt rồi đó nha quý vị. Chứ nếu như mà có đầy đủ trọn vẹn như là ở ngoài phim trường thì Harry nói nhiều lắm. Một người không phải chỉ là ấm cúng không thôi, mà là ấm áp rồi nóng bỏng rồi cái gì đó đó, rất là nhiều những cái tính từ mà mình nghe mình rất là sợ hãi. Là bởi vì Harry đến giờ có lẽ mọi người cũng biết rằng cái cách cô ấy diễn đạt ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta đôi khi nó vẫn còn rất là nhiều cái sự lúng túng, cái sự ngọng nghịu, và đó cũng chính là cái sự đáng yêu của Harry, của cô ấy. Và cô ấy đã dành những cái điều đó để nói về cái người đồng hành cùng với cô ấy trong cái mùa Siêu Tài Năng Nhí mùa thứ tư này, đó chính là Đại Nghĩa. Và ngày hôm nay Đại Nghĩa cũng xin được ra mắt tất cả quý vị. Xin cảm ơn. Ngoài Đại Nghĩa còn ai, Đại Nghĩa có thể bật mí thêm cho tất cả mọi người được không ạ? Ở ngồi cái vị trí ban giám khảo này thì có hai người ngồi xuyên suốt trong các tập, đó chính là Đại Nghĩa cùng với Harry. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn sẽ có một giám khảo khách mời, mà cái vị giám khảo khách mời này thì thay đổi theo từng số. Có rất là nhiều giám khảo khách mời đã đến với chương trình trong những cái số đã quay hình, nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ có một người sắp xếp được công việc để đến đây tham gia trong cái buổi ra mắt này. Xin được chào đón Sao. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Sao. Dạ. Đầu tiên thì cho em gửi lời chào trân trọng đến tất cả các anh chị, quý vị quan khách đang có mặt ở đây. Thật ra khi mà em đến đây á, em cũng suy nghĩ là không biết mình đến đây với vai trò là gì. Tại vì mình không phải là trong cái dàn chính, nhưng mà ngày hôm nay mình đến để mình ủng hộ cho Madison cũng như là những người bạn của mình. Nhưng mà giờ em tìm ra được lý do em đến đây rồi. Lý do gì em? Khách mời thường niên. À, tức là năm nào là cũng có mặt em hết đúng không? Năm nào ít nhất là cũng phải một số hoặc hai số. Nếu như vậy như em nói, em tuy không phải là cái dàn chính nhưng mà em dính với cái chương trình. Dạ đúng rồi. Là năm nào cũng phải có mặt hết. Dạ. Nhưng mà có bao giờ em đặt ra cho mình cái câu hỏi là tại sao, cái lý do gì mà năm nào mình cũng được Madison ưu ái dành cho mình cái vị trí đó mà liên tiếp nhiều năm như vậy không? Thường thì anh nghĩ đi, tại vì các bé khi mà các, như hồi nãy là chị ở bên VGS cũng có nói là các bé đến với chương trình thì rất là tài năng, nhưng mà tài năng thì phải cần rèn luyện mỗi ngày, cũng như là mình phải có cái sự kiên trì với lại ước mơ của mình. Thì không ai kiên trì với ước mơ của mình như em. À, ước mơ của em là gì mà em kiên trì dữ vậy? Ca sĩ. Đó, dạ, thưa quý vị, thì... nếu như đây là cái ước mơ mà đương nhiên ai có ước mơ mình cũng trân trọng điều đó đúng không? Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng sẽ có những cái điều mà mình cũng cần phải nói thành thật với nhau.
ước mơ đó sẽ không bao giờ hoặc là rất là khó để có thể trở thành sự thật được sao mà. Thì rất nhiều người nói với em như vậy, nhưng em vẫn rất là kiên trì với ước mơ của mình. Bao nhiêu năm nay em vẫn đi luyện thanh nè, vẫn tập cố gắng, và tới chương trình nào có cơ hội em vẫn hát. Chỉ hy vọng một ngày nào đó thì em sẽ có cơ hội tỏa sáng. Dạ thưa quý vị, trong cái số mà Sam ngồi ở cái vị trí ban giám khảo á, thì thường là các vị giám khảo trong cái chương trình này không phải chỉ là ngồi xem để mà nhận xét cái phần trình diễn của các bé không thôi, mà thậm chí còn bị MC lôi lên trên sân khấu để thử xem coi là nếu như là mình thì mình có thực hiện được những thử thách tay không. Thì các vị giám khảo, đặc biệt là nữ nha, đến với chương trình đôi khi cũng hơi ái ngại chút xíu. Vì sao ? Đây, với những cái trang phục như thế này thì bây giờ lên sân khấu mà nhiều khi phải lăn lê bò toài thì nó cũng hơi ngại, nhưng mà với Sam thì không ạ. Hôm đó thì em nhớ rằng Sam cũng mặc một cái đầm rất là đẹp và dài như thế này đúng không? Dạ. Nhưng mà không từ chối bất kỳ một cái thử thách nào hết, và thậm chí muốn là xung phong lên để thực hiện thử thách luôn. Không, em bị ép mà anh. Không, anh thấy là cái gương mặt của em là khao khát lắm nha. Không, em không hề khao khát. Em rất khao khát, và bên cạnh đó như Sam nói là luôn luôn bất kỳ một cái kẽ hở nào cũng xin để được hát. Dạ. Anh ơi, anh thôi thì nhờ nhân cơ hội ngày hôm nay thì em cũng muốn gửi đến cho quý vị một cái bài hát. Nãy giờ đó là anh chế mình, anh né, anh không gợi ra cho em, nhưng mà em vẫn tự gợi ra cho mình để hát đúng không? Dạ. Thôi thì bây giờ em hát bài gì? Bài Happy Birthday đi cho dễ. Đúng rồi, ngày hôm nay là nhân sinh nhật của chị Hoa nè. Đó thì em sẽ thay mặt cho Madison gửi đến cho chị Hoa một cái bài hát Happy Birthday. Giờ nè. Mình hát song ngữ luôn đi ha. Mình có anh Văn hỏi Việt Mỹ đây. Hát tiếng gì trước? Tiếng Anh trước đi. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to chị Hoa. Là song ngữ rồi đó. Giờ còn cái song tiếng Việt nữa. Chúc mừng sinh nhật của chị. Chúc mừng sinh nhật của chị. Chúc ngày đó chị sinh ra đời. Chúc mừng sinh nhật chị Hoa. Chị Hoa cứ quay qua hỏi anh là ủa em không theo nổi hả? Không chị ơi. Trời ơi, có chìm thì để một người chìm thôi chứ chị. Bây giờ là bám theo chi cho hai đứa chúc chung. Dạ, thôi cũng nhân đây với cái bài hát chúc mừng sinh nhật, cái món quà tinh thần vô cùng đáng nhớ mà Sam vừa dành cho chị. Em cũng xin đại diện cho ekip cho chương trình gửi đến chị một bó hoa tươi thắm, gửi đến chị muôn vàng như lời chúc tốt đẹp nhất ạ. Dạ, Đại Nghĩa xin trả lời câu hỏi vừa rồi của một bạn phóng viên về cái việc là Nghĩa ngồi cùng với Harry Won thì như thế nào. Dạ thì rất là vui, bởi vì anh em của chúng tôi thì đã làm việc với nhau từ rất lâu rồi. Từ nhiều năm trước thì Nghĩa và Harry Won đã từng cộng tác với nhau trong nhiều chương trình với những cái vai trò là MC, là người dẫn chương trình. Cho nên là khi mà gặp lại thì giống như là anh em lâu ngày gặp lại mà thôi. Và chắc có lẽ là các anh chị cũng biết về cái thông tin mà trước khi buổi họp báo hôm nay diễn ra, khi mà Nghĩa đã có chia sẻ một cái hình ảnh của Nghĩa cùng với Harry trong cái buổi quay hình, thì lúc đó Đại Nghĩa cũng có nói rất là rõ về cái cảm xúc của mình ngay cái ngày quay hôm đó. Đó là cái ngày quay đầu tiên, tức là anh em sau bao nhiêu năm gặp nhau trong sự kiện này sự kiện kia thì nhiều, đi chơi với nhau bên ngoài thỉnh thoảng, đi đâu đó uống cà phê cũng có, nhưng mà để quay lại ngồi cùng với nhau ở một cái vị trí và tương tác với nhau trong một cái chương trình xuyên suốt như vậy thì cũng khá lâu. Cho nên là Nghĩa nhớ là trong cái status đó, Nghĩa cũng đã có chia sẻ một chút về cái cảm xúc của mình khi gặp lại cái cô em này khi ngồi cùng bàn giám khảo. Đó là Nghĩa nói cô ấy là bao nhiêu năm gặp lại thì vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp. Và đó có lẽ là cái điều mà anh em mình giống nhau. Đó là một cái câu status vui mà Nghĩa chia sẻ một phần nào đó về cái cảm xúc của mình với cái người ngồi cùng với Nghĩa trên cái bàn ban giám khảo thế thôi ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, xin được cảm ơn anh Đại Nghĩa rất nhiều ạ. Hồi nãy thì chị Vĩnh Nguyên là trưởng phòng nội dung cũng đã có chia sẻ một vài điều với tất cả các anh chị. Thì không biết là các anh chị đang còn những điều gì thắc mắc nữa thì em mời các anh chị ạ.